chuẩn bị hai cái chậu tắm như thế này. Đây nó cũng hơi bị chật. Cái chậu này là hàng ngày tắm cho em bé tại bệnh viện ạ. Cái sữa tắm kia cũng thế ạ. Cồn kia cũng vậy. Nói chung hàng ngày thì đợt này nó hết nước rôn sơn thì bọn kia nó tài trộn ấy ạ. Thì tắm nó cũng không thích bằng rôn sơn, nhưng hình như rôn sơn bị tẩy chay rồi đúng không? Thế bỏ của chất. Các bà, các bố, các mẹ chuẩn bị hai chậu nước như thế này. Và trước khi tắm thì mình phải thử nước bằng khuỷu tay hoặc bằng mu bàn tay. Em bé khi mà mình sau khi mình đã massage cho trẻ trước khi đi tắm rồi thì mình sẽ cởi đồ cho con nhá. Trước khi tắm thì bao giờ các bố các mẹ với các bà cởi đồ cho con trước trước khi tắm, thì khi mà mình tắm thì nó sẽ theo đúng một cái quy trình lập trình luôn, chứ không có đang tắm xong bắt đầu lại vội vàng bắt đầu lại tắm bên nọ tắm bên kia rồi cởi áo thì nó rất là khó. Thì trước khi tắm này thì mình sẽ cởi hết quần áo của con ra. Đó, nào nhà mình chuẩn bị đi tắm nha, mẹ chuẩn bị hết đồ rồi, bây giờ chỉ việc tắm thôi. Mình sẽ cởi con ra này và quấn con trong một cái khăn bông. Được chưa ạ? Đây nhá, ví dụ cái em bé này vẫn đang còn kẹp đây các bà nhá. Cái kẹp rốn nó y như thế này này. Nó bằng nhựa cứng như này luôn. Nó thế thì nó mới cao được cái mạch máu chứ. Sau khi mình cởi em bé ra nhá, thì mình sẽ quấn em bé vào cái khăn bông như thế này. Đây, mình sẽ quấn nó vào như thế này. Nào, mẹ cho con đi tắm nha. Khi mình thực hiện cái quy trình tắm thì mình sẽ bế trẻ trên một đường thẳng như thế này ạ. Kẹp cháu vào như thế, vào nách như thế này nhá. Dùng ngón cái và ngón trỏ bịt cái tai trẻ lại. Và cái lòng bàn tay là mình đỡ gáy của cháu ạ. Đây, các bố các mẹ nhìn như thế này nhá. Có phải gập thẳng cái tai không chị? Chỉ bịt cái này. Nếu mà tay, ví dụ tay bố nó thì kẹp được, chứ còn ví dụ tay bọn mình thì bọn mình chỉ bịt thôi, chứ bọn mình không gập được lên. Thật ra với một đứa trẻ thật ý thì nó sẽ dễ hơn, còn cái con này nó cứng ý. Thì mình sẽ dùng ngón cái và ngón trỏ bịt cái tai trẻ lại và ngón giữa. Sau đó mình sẽ rửa mặt cho trẻ ạ. Thường thường là nhà các bố các mẹ là có một cái chậu riêng để rửa mặt rồi đánh tưa nữa ấy, là riêng một cái chậu rồi. Thế nhưng mà ở đây nó không có thì sẽ làm luôn vào cái chậu này. Các bà các mẹ nhớ một điều là rửa bằng ngón tay trỏ và rửa từ trong khóe mắt rửa ra như này ạ. Tối kỵ không bao giờ quay ngược lại nhá, mà bao giờ cũng phải từ trong khóe mắt khóe, lau ra như thế này. Đúng không ạ? Để làm gì các bà các mẹ có biết không? Bố. Dạ. Lau từ trong này ra khác với lau như thế này vào là khác nhau thì có biết không? Nó đỡ chảy mắt. Không phải đỡ chảy mắt. Tất cả cái đầu này của chúng ta là tuyến lệ đúng không ạ? Nếu như mình hất từ ngoài này vào thì tất cả những cái bẩn nó sẽ đọng hết vào cái đầu tuyến lệ của mình, thì là gây tắc tuyến lệ. Mà tắc tuyến lệ thì luôn luôn con sẽ bị chảy nước mắt. Mà có những bé đó như bị tắc tuyến lệ bẩm sinh ấy thì người ta phải đi thông cơ, đúng không? Nhớ nhá, lau từ trong khóe mắt lau ra như thế này. Đó. Lau mặt. Sau đó tay. Sau đó thì mình sẽ gội đầu. Gội đầu này. Thì mình sẽ nhúng nước vào tóc con cho nó ướt đã. Chai rồi. Không, đưa đây, không ạ. Sau đó mình lấy sữa dầu gội đầu này nhúng qua nước đã nhá. Không bao giờ được trà dầu gội đầu thẳng lên đầu em bé. Cả bản thân chúng mình cũng thế thôi. Nếu mà bọn mình gội đầu ấy, tắm bọn mình mà trà luôn sữa tắm lên người lạnh cực kỳ, đúng không? Kể cả là mùa hè, bao giờ các bạn cũng phải nhúng qua nước nhá. Sau bắt đầu trà lên tóc như thế này. Gội bao giờ sạch thì thôi thì mình sẽ cứ té nước lên. Bao giờ sạch thì thôi. Sạch rồi thì bắt đầu mình sẽ lấy nước bên này mình tráng đầu cho con. Sau khi mình tráng đầu cho con sạch xong thì mình sẽ dùng một cái khăn mình đã chuẩn bị sẵn lau thật khô. Lau thật khô đi, nếu như với cái trường hợp mà trời lạnh ấy, mùa đông giảng ấy, bao giờ cũng phải có một cái máy sấy. Sấy đầu cho cháu xong, mình có thể đội mũ trước khi tắm. Đúng không ạ? Thế lau đầu thật khô rồi, bắt đầu mình mới tắm cho con. Sau khi rửa mặt gội đầu xong rồi, cái động tác mà các bà các mẹ thấy khó nhất là khi đổi tay. Đúng không ạ? Đây nhá, tắm thì nói chung là vô cùng mỗi người tắm một kiểu, không nhất thiết là nó phải theo các cô ở bệnh viện, ví dụ như thế. Thế nhưng mà khi đổi tay này các bạn, các bà, các mẹ dùng tay phải nhá, đỡ vào gáy con này, chuyển tay ạ. Thì mình có thể là gì, một là đặt nó hẳn xuống giường, tại vì ở nhà mình nó thoải mái mà. Còn không mình cho nó chạm vào cái thành chậu. Sau đó cởi cái khăn này ra,
Đấy, vì sao mà cháu yêu cầu là phải cởi quần áo, cởi bỉm trước khi tắm, cởi và quấn nó trong một cái khăn như thế này thì nó sẽ dễ hơn. Cởi nó ra. Sau đó cầm chân nhá, cầm chân con, bố nhìn này, cầm chân con này, từ từ thả chân xuống trước nhá. Thả chân xuống trước, bao giờ chân nó cũng chạm nước trước. Có nhà như này, nào tắm nào, túm vào này cái, thế là sao, nó giật mình, nó khóc ầm ĩ lên, nó sợ ấy ạ. Thì bao giờ mình cũng phải gì, từ từ này, từ từ nha, mẹ tắm cho con này, thả chân xuống trước, đúng không ạ? Thả chân xuống trước, xong bắt đầu gì, mình sẽ dùng cái khăn này, mình cho nó túm vào cái khăn này này. Tại vì không nhá, tại vì sao các bà cứ thấy là, tại sao cái cô này cô tắm không khóc? Không khóc là vì cô tắm cho nó nằm sấp. Khi nằm sấp thì cả tay và chân nó có điểm tì ở dưới. Đây ví dụ nằm sấp như thế này, thì tất cả những cái đầu gối nó này, bàn chân nó, tay nó có điểm tì, điểm chạm xuống dưới thành chậu thì nó sẽ không khóc. Còn khi mà nó nằm ngửa ấy ạ, thì nó tất cả bốn chân, bốn vó nó dơ hết cả lên, nó không có điểm bám, nó sợ, nó giật mình ấy, thế là khóc ầm ĩ lên. Thế bao giờ các cô cũng tắm sấp, với các cô biết bế thì các cô sao sấp nó dễ, nhưng còn nhà mình ấy không sấp được đâu. Nhà mình là như thế này, coi như là bố một bên, bà một bên, bắt đầu mẹ kì cọ xong nhắng nhức hết cả lên, xong khóc ầm ĩ lên và bê ra, đúng không ạ? Thế thì mình phải nhớ là thả cái chân nó xuống trước, được chưa? Sau đó này, làm ướt người con nhá, ướt người con này, ướt hết đi đã, dùng sữa tắm này, bao giờ cũng tắm từ cổ này, ngực này, nách bên xa này, nách bên gần này, vai này, tay này, kẽ tay này, bàn tay kẽ tay đi ạ, bên này cũng vậy, bụng này, bẹn này, ngực, bắp chân. Các bà, các bố, các mẹ nhớ một điều nhé, tại sao ngày nào tôi cũng tắm cho con, tắm cho cháu mà sao cái kẽ tay nó rất là hôi, đúng không ạ? Vì sao? Vì là khi mà nó xong rồi mình sẽ đi găng nó, tất cả những cái kẽ này nha các bố các mẹ nhớ nhá. Mà thật ra cháu rút kinh nghiệm từ con cháu. Tất cả những cái kẽ này này, những cái chỗ này này, có nghĩa đến nỗi mình không tắm đến nơi ấy, xong rồi những cái gây ấy, nó vào đây, xong rồi những cái bột ở cái răng chân răng cây đọng ở đây, hôi ơi là hôi, kể cả vừa tắm xong cũng vẫn hôi. Đấy nhá, nhớ một điều như thế. Thế còn cổ thì ai chả tắm rồi, ngày nào bọn mình chả rửa mặt. Nhưng bây giờ những cái khe tai, kẽ tai của mình kiểu gì cũng hôi, đúng không? Thì đứa trẻ nó cũng như thế. Thì chúng ta phải hết sức cẩn thận. Sau khi mình tắm này, cổ, ngực, nách, bụng, bẹn, tay chân, phần trên xong rồi, lại đến cái phần mà khó nhất là cái phần chuyển tay ạ. Cái phần chuyển tay nhá. Các bà, các mẹ dùng đây nhá. Khi bây mình đang tắm như này thì mình dùng cái, các bà, các mẹ chụp lấy cái ảnh này này, nếu như mình cảm thấy khó. Nhìn thấy chưa? Đây này, cái cổ nó là phải vào cái cổ tay mình này. Xong cái tay của mình là phải cầm vào nách con này. Nhiều nhà không biết nhá, cứ tóm như này này, cứ tóm như này, càng tóm thì nó càng khóc. Tại vì sao nó bị vào cổ đây này á? Thế mà tại sao các cô cầm được mà bọn em không cầm được? Các bạn nhớ nhá, nhìn thì thấy, nhìn nói thì nó dễ lắm, nhưng mà làm nó mới khó. Cầm vào như thế này này, cái cổ này đè vào cổ tay của mình này, nhìn thấy chưa? Thì thôi, nếu như mà nó không quay được úp thì cho tắm ngửa cũng được, rồi luồn ra sau. Thế còn nếu mà úp nhá, dùng bàn tay phải này đỡ vào ngực trẻ này, cầm như thế này này, nhìn thấy chưa? Có nhìn thấy không các mẹ? Sau đó thì mình lật, nhìn thấy chưa? Lật như đứng như này rồi thì mình lại làm sao cho được cái cằm này vào đúng cái cổ tay của mình như thế này. Mình lại cầm y như vừa xong bên tay phải, tay trái của mình thôi. Tha hồ cua thoải mái, không sao cả. Và để ý là khi cái mực nước ấy, nước thì khi em bé khi tắm nhá, nước càng ngập người thì em bé không bị lạnh. Còn nếu mà hở người ra là em bé sẽ bị lạnh. Thế thì khi mà mình tắm làm sao mà để cái khi mình lại mình tắm mình để ý là cái miệng nó là không được chạm xuống nước. Vì có những nhà tắm nhiều nước quá thì cháu uống cả nước luôn. Mặc dù đúng rất đúng kỹ thuật. Thế nhưng mà cái tay nó thấp xuống như này một cái mỏi mà. Bắt đầu thấp xuống là hít phải nước. Đúng không ạ? Thì nó sẽ bị sặc. Sau khi mình đã chuyển tay được rồi thì mình lại cũng tắm y như phần trước ấy ạ. Cổ, lưng thôi. Và cuối cùng là lỗ hậu môn. Được chưa ạ? Sau khi mình tắm cho trẻ xong, bên này xong rồi, mình dùng sữa tắm, mình kỳ cọ cho con rồi thì mình chuyển bé sang phòng mà răng chậu bên cạnh để mình tráng. Mình tráng thì mình làm những cái kỹ thuật như lúc mình tắm để làm sao cho em bé là sạch sẽ nhất.
đúng không ạ? Sau khi sạch rồi, sau khi mình tráng cho bé xong rồi thì mình sẽ chuyển bé về cái bàn làm rốn của mình, có nghĩa là cái đồ khăn tắm mà mình đã chuẩn bị sẵn cho con. Thì bao giờ mình cũng chuẩn bị hai cái khăn đúng không ạ? Sau rồi này, rồi tắm cho con trai xong sạch sẽ này, đẹp trai này, đúng không? Lau cho con xong nhá, lau khăn lần một này, bỏ đi này. Đến gọn lau con lần hai cho nó khô hẳn này. Sau khi lau khô cho trẻ rồi thì mình sẽ tiến hành cái bước làm rốn cho trẻ sơ sinh, và lấy cho cô cái hộp mà anh cùng. Ở nhà mình ý, không phải là đẩy hết những cái kia ra cho cô. Ở nhà mình nhá, thì không phải là mỗi một lần mình chuẩn bị sinh em bé mà mình lại đi mua panh với cả mua kéo đúng không ạ? Thì mình sẽ dùng những cái gì mà cơ bản nhất. Nhà mình sẽ mua cái lọ cồn hình như 5.000, nó nhỏ nhỏ như ngón tay này này. Cồn 70 độ nhá, nhớ là cồn 70 độ này. Tăm bông các mẹ đã chuẩn bị sẵn. Rất đơn giản thôi. Mình sẽ xem cái rốn này của mình là nó đã tháo kẹp chưa. Nếu như với trường hợp mà đẻ thường thì vẫn còn nguyên cái kẹp như thế này. Với những cái kẹp như thế thì các bà các mẹ nhớ một điều là mình sẽ vệ sinh như thế này nhá. Mình sẽ dùng cái tăm bông như thế này này, mình cho vào cái lọ cồn của mình, đúng không ạ? Và mình sát khuẩn này từ mặt cắt nhá. Nhớ là từ mặt cắt này, vì với những cái rốn tươi là sát khuẩn từ mặt cắt xuống đến thân rốn và đến chân rốn ra ngoài từ 2 đến 3 cm, chứ không phải là mình cứ lấy cái cứ dỉn ở cái chân rốn này nhá. Nó chỉ sạch ở chỗ đấy thôi, nhưng xung quanh của nó, chính cái xung quanh là những cái vi khuẩn mà nó xâm nhập vào cái chân rốn khi nó hoại tử để nó rụng ấy, thì nó gây ra em bé bị viêm rốn. Vì thế mà bao giờ mình cũng vệ sinh từ mặt cắt, là cái nơi mà cắt cái rốn giữa dây rau với em bé, mặt cắt này, xuống đến thân rốn, đến chân rốn và ra ngoài từ 2 đến 3 cm, phụ thuộc vào cái rốn đấy sạch hay bẩn, và vệ sinh đến bao giờ cái rốn nó sạch thì thôi. Chứ còn tại vì có những bạn học sinh bạn bảo em vệ sinh 2 lần, em bảo đi, cháu bảo đi ra ngoài, nếu mà 2 lần thì bây giờ với cái rốn này nó viêm thì làm thế nào, không biết trả lời, đúng không ạ? Thế thì tất cả các trường hợp về nhà cháu không nói, chị không nói là cái rốn của mình là rốn sạch, rốn không nhiễm khuẩn, thế nhưng mình phải vệ sinh bao giờ nó sạch thì thôi, đúng không ạ? Đấy, nhớ nhá, từ mặt cắt xuống đến thân rốn, chân rốn ra ngoài từ 2 đến 3 cm, đấy là với những cái rốn còn kẹp, đấy là rốn tươi đấy ạ. Thế còn các bà, các bố, các mẹ rất là băn khoăn về cái kẹp như thế này. Thì nếu như về nhà mà không phải lúc nào mình cũng gọi được cái nhân viên chăm sóc sơ sinh tại nhà để người ta làm cho mình, thì cái kẹp rốn này nó rất là khó với các bạn chẳng hạn. Thì mình cái khăn nhỏ ấy, mình có thể rất đơn giản như thế này nhá. Mình dùng một cái kéo, thật ra mọi người cứ nghĩ là nó không vô khuẩn hay thế nào, nhưng cái kéo này nó không ảnh hưởng đến cái rốn cả. Mà trường hợp bất khả kháng, không phải là bạn nào cũng ở hết Hà Nội. Bây giờ mình ở Hà Nội nhưng đến khi cho con thẳng về quê với bà ấy, không biết làm nào cả. Mà thật ra ở quê nhiều khi người ta cũng không dùng cái kẹp này, người ta lại dùng chỉ cơ. Đấy, nó xong người ta còn nhân viên y tế không biết làm. Thì các bố nhớ nhá, lấy một cái khăn mặt như thế này, đặt như thế này cho chị. Dùng cái mũi kéo này cho đúng cái khe này. Nhìn thấy không? Nó không ảnh hưởng một tí rốn nào nhá. Cái rốn nó vẫn ở cái giữa cái kẹp này đúng không? Đây nhá. Nhìn này. Không đau. Đây nhá, đẹp đúng như thế này. Cho vào cái giữa cái kẹp như thế này. Nậy một cái là nó ra. Đây. Không khó, có bác nào thử lên em cho thử. Không khó một tí nào. Tại vì nhá, đây này, các ở nhà cứ bảo là nhà em không có cái gì vô khuẩn cả. Thế nhưng mà thật ra là, tất nhiên là trước khi làm thì bao giờ ở nhà không có gì, không có cồn thì mình lại lấy rượu ra, mình có nghĩa là làm thế nào để cho nó sạch. Đấy, lại khái thế. Nếu mà có những ông bố chạy hồng hộc ra mua kéo về, nhưng mà thật ra mua đấy nó không sạch. Nhớ nhá, cho vào cái khe giữa này nhá. Mà thật ra cái này là các bố làm thôi, chứ các bà chẳng dám làm. Mẹ thì càng không. Được chưa? Nhớ cho vào, nậy ra một cái là ra ngay. Được chưa? Bố nào thử không? Vệ sinh rồi các bé thử một lần hay là trong nhiều lần tắm rửa tắm thì một lần tắm thôi chứ. Một lần tắm là phải làm các bạn nhớ một điều nhé, các bà nhớ luôn, cả các bà này, các mẹ thì chị không nói, nhưng các bà nhớ một điều nhá, tắm bé là thả tất cả em bé xuống chợ đúng không? Mà thả em bé xuống chợ rồi thì khi mà cho em bé lên thì mình phải vệ sinh rốn.
Chứ còn như ngày xưa mà các cô nuôi bọn mình, các cô nuôi bọn cháu là các cô tắm từng phần một, tắm từ bên này xong tắm lau khô rồi lại tắm sang bên này, thì cháu nói luôn là tắm như thế nó rất là lạnh. Tại vì sao? Khi mà đấy gọi là lau ấy, mà nước cái nước tắm đấy phải là 100% là nước nóng, nóng cực kỳ. Chứ còn nếu mà nó bay hơi một cái là cháu sẽ bị lạnh. Thế còn bây giờ ấy thì là tắm thả em bé xuống chậu thì lên thì bắt buộc là phải vệ sinh rốn. Còn như các bà ngày xưa nuôi bọn cháu nhiều khi 3 ngày mẹ cháu bảo cháu 3 ngày dụng rốn cho làm sao mà dụng được, mẹ cứ phản khoa học. Mẹ cháu bảo cháu 3 ngày dụng rốn nhưng vì sao các bà không hề vệ sinh? Các bà không hề thả nó xuống nước. Không gì thì đương nhiên cái rốn nó sẽ nhanh thối đúng không ạ? Gọi chính xác gọi là nhanh thối. Nó hoại tử nhanh và nó sẽ nhanh rết, nhanh rụng. Còn ngày nào cũng thả bé xuống chậu và ngày nào cũng vệ sinh bằng cồn thì nó dị khô. Khô thì nó cứ quắt vào. Quắt vào thì nó sẽ lâu rụng. Đúng chưa? Nhưng khi nó rụng nó lại an toàn. Nó sạch mà. Nó khô nó sẽ rụng. Chứ còn như ngày xưa như các bà nuôi bọn cháu thì là gì? Các bà cứ ủ nó vào, cứ ốc nó vào, bốc mùi lên. Đúng không ạ? Thì nó sao nó sẽ nhanh hoại tử. Chả ai động gì đến nó cả, nó tự nó mùn, nó hết cái chất dinh dưỡng nuôi cái rốn ấy rồi. Thì nó hoại tử, nó rụng ra, thối ôm lên. Có những nhà đã mang đến đây một tháng mà về nhà nội ở Thái Bình, xong đến khi quay lên và có cháu bị sốt, nọ kia thứ, lên vệ sinh mỗi tí cồn 70 độ khỏi đi về. Đúng không? Vì là người ta không hề vệ sinh một tí nào cả. Nhưng họ nói đơn giản như này, ở quê ấy, nếu mà người ta có bị hắt hơi sổ mũi, người ta chỉ mấy cái thuốc con nhộng khỏi. Bọn mình đến đây khám cả triệu tiền thuốc vẫn không khỏi. Cháu đây này, vẫn chưa khỏi. Đúng không? Vì sao? Mình nhờn kháng sinh rồi, còn kia họ có làm gì đâu. Họ ho tí mấy cái viên con nhộng 5.000, bây giờ lên 9.000 khỏi. Thì mình ở đây cũng thế thôi, mình vệ sinh nhiều thì đương nhiên là nó sẽ sạch. Bình thường như lúc đầu chị nói là sau khi đẻ xong 24 giờ mà em bé rốn nó khô rồi, em phải tưởng em hiểu đơn giản là nếu mà nói về bệnh lý thì em khó, khi mà cái cuống rốn của con này nhá nó khô quắt vào rồi. Với những trường hợp mà em bé mổ đẻ nằm, mẹ mổ đẻ nằm ở bệnh viện thì đương nhiên các chị sẽ tháo trước khi em bé ra viện rồi, vì khô là bọn chị tháo, vì tránh những trường hợp mà kiểu như các mẹ quấn chặt quá nó đè xuống như thế này này, thì có những bé ra coi như là hằn cả cái kẹp này vào bụng em bé thì nó sẽ quấy khóc đúng không ạ, nó đau. Thế còn thường thường là khi cái rốn này nó khô thì các chị đã phải tháo ra rồi. Thì kể cả em về nhà sau 24 giờ, có nghĩa em đẻ 24 giờ em về nhà, nhưng hôm thì cái bố rốn này chưa tháo, thì đến 3-72 giờ thì em tháo. Ừ, em tháo ra, nhưng có những nhà còn cứ lủng lẳng đến tận lúc nó rụng rốn cơ, không dám tháo. Đúng chưa nào? Đấy. Thế sau khi mà với những em bé mà đã về nhà rồi mà cái kẹp rốn này đã tháo rồi thì mình rất đơn giản là mình vệ sinh cho bé là gì? Thì lại vệ sinh từ chân rốn. Nó khô rồi thì mình không phải vệ sinh cái mặt cắt này nữa. Mình vệ sinh từ chân rốn và thân rốn ra ngoài. Có nghĩa là vệ sinh ngược lại. Vệ sinh chân rốn trước. Cái chân rốn này rất quan trọng vì nó là đi liền vào cơ thể của trẻ mà nhá. Thì mình vệ sinh như thế. Sau khi vệ sinh xong thì mình sẽ băng cái rốn ấy lại. Các bà, các bố, các mẹ đến đây rồi thì hy vọng là khi đi trực phòng sơ sinh không bị gọi lúc 4 giờ sáng là tôi không biết băng rốn. Đúng không ạ? Cái băng rốn nó như thế này, nó có chữ open đấy ạ, có thể xé được ra đúng cái vị trí này đấy ạ. Không có những bố không biết mà. Không biết cái băng rốn như nào và cũng không biết là băng như thế nào. Tất cả nó có cái khớp để xé hết rồi. Đấy ạ. Bạn nào mà đẻ lần 2 rồi thì chắc là biết rồi. Nhớ là cái miếng này thì luôn luôn không được sờ tay nhá. Còn tất nhiên ở nhà mình thì không có panh. Thế nhưng mà mình phải chuẩn bị sẵn ra một cái khay của nhà mình, hoặc là một cái rổ, hoặc là một cái tờ giấy hay một cái gì gì đấy thì bắt đầu nó cho sạch. Và mình băng cái rốn này lại. Nhớ nha, các bà các bố này, với một cái như này không biết làm thế nào cho băng vào rốn. Chính xác, không biết là bố này có biết không? Bố này có vẻ ngơ ngác lắm. Mình sẽ cầm hai cái chân của con này, đưa nó vào. Yêu cầu là kín rốn. Đúng chưa ạ? Kín rốn, kín bụng như thế này. Và nhớ là cái đằng sau này nhá, các bà, các bố, các mẹ nhớ phải kéo cao nó lên. Còn nếu không, khi mà nó ị ạ, nó ẹp dưới đây xong bắt đầu cái băng rốn không, băng đúng kiểu như này.
Chắc chắn là có, vì cái này là xảy ra rồi ạ. Thế mình phải cố gắng làm sao kéo nó lên, để làm sao khi con nó có ỉa ra thì mình sẽ thay những cái bỉm thôi, chứ lúc đấy lại đi thay băng rốn nữa là rất là rón rén, sợ nó dính phân hay dính nước tiểu vào cái rốn đấy là rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Kéo cao lên như này nhá. Rồi, sau khi đã vệ sinh rốn cho trẻ xong thì mình sẽ chuyển con sang mặc quần áo. Thì việc đầu tiên bao giờ mình cũng phải đóng bỉm cho con nhá. Muốn làm gì thì làm, phải đóng cái bỉm vào đã, không có thì làm sao. Coi như mặc quần áo xong bắt đầu nó đái luôn ra cái chăn. Ôi thôi, bắt đầu nhắng nhít thì nó quát nhau. Vợ chồng thì cắt nhau lúc có con thôi mà, đúng không? Sau đó thì mình băng à, mình đóng bỉm vào cho con. Đây là cái miếng lót mà nãy cháu đã hướng giới thiệu với cả các bà rồi nha, các bà, các bố, các mẹ rồi. Đóng bỉm cho con xong rồi thì mình sẽ mặc áo. Bây giờ đồ sơ sinh toàn đồ đẹp lắm, xịn. Đi mua sắm đồ cho con đắt hơn cả người lớn nhiều. Bộ này từ lâu lắm rồi, quê quá rồi. Đây, nó có cái dây này. Nhưng mà có phải lúc nào màu hồng như này đâu. Hôm lúc ấy nó khóc ầm ĩ nỉ non lên ý, xong vội vội vàng vàng ấp nó vào. Có phải đứa nào hiền đâu, đứa đánh đá lắm. Sau bắt đầu chầm ở ngoài chứ làm cái gì mà nó khóc lâu ấy. Đấy nhá, với cái trường hợp mà cái áo nó dài như thế này, đúng không ạ? Các bố các mẹ không biết làm nào, không biết làm nào để cho nó cao lên à? Vắn mãi ngược thì đây, các bà các mẹ nhớ nhá. Cái áo khi mà đã kín được cổ rồi, gấp lên từ 3 đến 5cm này. Gấp nó lên, gấp nó lên, dồn nó sang một bên và cài nó lại, đúng chưa? Này, mà nó không bị dài đâu mà. Đây này, gấp lên từ 3 đến 5cm rồi đây này, đúng chưa? Đấy là cái trường hợp mà có những... Bây giờ các bà nhớ là các mẹ không dùng tã đâu. Còn các bố các mẹ không thích gập như thế, tung nó ra, không thể sơ vin nữa. Kéo nó vào. Cái con bức bền này xấu. Chờ mãi nhà tài trợ, chả thấy ai tài trợ. Trên trường căng chân găng tay ạ. Các bà các mẹ nhớ này, cái kẽ tay này này, trước khi mà đi găng cho con nhá, mình lấy cái khăn khô ấy, tất cả những cái kẽ này rất là hôi, mình phải lau thật khô đi trước khi mình đi bao tay. Trẻ con người ta bảo rồi, bao giờ nó lạnh thì chân lạnh lên ý. Đây là cái yếm. Sau cái buổi này này, các bà, các mẹ, các bố mà đi sắm đồ cho con ý, sắm cho nó chuẩn vào, toàn sắm thừa những cái cha đâu ở đâu, phí tiền. Cái nước muối mà ngay như từ đầu cháu nói nhá, mình sẽ dùng nước muối sinh lý. Cái lát thì có nó rít 9/1000 này. Mình sẽ lấy tăm bông này, vệ sinh tai này, tai này, bỏ ra, mũi này. Sau đó thì mình sẽ dùng nước muối này để mình nhỏ mắt, nhỏ mũi cho trẻ sơ sinh nhá. Nhỏ thôi. Mũi mũi sọc. Tại vì là khi mình nhỏ thì bao giờ như bọn mình nhỏ nước mắt thế, nó là ngã ba hầu họng đúng không? Nó sẽ gặp nhau ở đấy và nó sẽ nhiều khi nhỏ mắt thì nó nuốt và nó vẫn nuốt được những cái đờm ấy. Hoặc là có thể ho thì nó bắn ra hoặc là chớ ọc ra một cái thì nó sẽ đờm, nó sẽ ra. Mắt này, mũi nhá. Có những bạn học sinh bạn đây là em nhỏ cả tai cơ. Lắm rồi. Viêm tai, đội mũ này. Sau đó mình sẽ cuốn con lại. Cháu sẽ hướng dẫn cho các bà, các mẹ, các bố này cái cách cuốn cho con làm sao cho nó gọn gàng. Thôi các bà thì không nói nữa, chứ các mẹ thì ôi lù ra lù rù ở ngoài bệnh phòng, có như là con là cứ tá lả ra, mặc dù cái chân rất là to nhưng mà chân con nó cứ hở, đúng không? Thì bao giờ mình cũng phải cho con kín cái chân trước. Một cái khăn to như này giải tung ra, nếu mà cảm thấy là nó to quá thì gập đôi vào. Và vì sao mà các bà các mẹ cứ bị con thò chân nhá? Khi em bé thì không bao giờ nó duỗi thẳng được như mình, đúng không ạ? Bao giờ nó cũng phum phum như này. Thì khi mình gập cái chân ấy thì mình phải để thừa nó ra để nó còn có độ đạp. Có nghĩa là gọi là độ rung sai đấy, nếu như bạn học kỹ thuật nhỉ. Bỏ qua khăn vào cho con. Đấy là cái quy trình tắm
làm rốn mặc quần áo cho trẻ sơ sinh mà cháu đã mang lại cho các cô với cả các bố các mẹ ngày hôm nay. Thế thì qua cái bài này thì các cô với các bố các mẹ có điều gì mà cần hỏi, cần trao đổi thì các cô, các bà, các bố, các mẹ cứ hỏi thôi.